Tại thành phố Strasbourg của Pháp có một tòa nhà rất đặc biệt. Nói đặc biệt bởi tòa nhà năng lượng tích cực này có thể tự sản xuất ra nhiều năng lượng hơn mức tiêu thụ. Phản ánh của phóng viên truyền hình thông tấn tại Pháp. Được khánh thành vào tháng 3 năm 2018, tháp Elitis hầu như không có gì nổi bật so với các tòa nhà bên cạnh. Tòa nhà gồm 16 tầng với chiều cao 57 mét. Thế nhưng thiết kế hiện đại với những tấm ốp chất liệu kính và nhôm như thế này, tháp Elitis thể hiện mục tiêu đầy tham vọng của thủ phủ vùng Alsace, đó là hoạt động với 100% năng lượng tái tạo vào năm 2050. Tòa tháp năng lượng tích cực đầu tiên của tập đoàn Elitis đã được xây dựng ở thành phố Dijon từ 10 năm trước, nhưng chỉ dành cho văn phòng. Ở Strasbourg, chúng tôi đã điều chỉnh hoàn toàn về thiết kế để thích hợp với nhà ở. Elitis nổi tiếng vì nhờ thiết kế mang tính cách mạng trong kiến trúc, cũng như các vật liệu được sử dụng. Cấu trúc bê tông của Elitis được phủ một lớp cách nhiệt dày 20 cm, trong khi hầu hết các tòa nhà khác chỉ sử dụng tối đa khoảng 10 cm. Các cửa sổ lớn cho phép hút nhiều ánh sáng vào mùa hè cũng như là mùa đông. Cửa chớp tự động có thanh chắn, có thể mở hoặc đóng từ xa bằng điện thoại thông minh. Kính hai lớp được gia cố. Hệ thống sưởi dưới sàn và trên tất cả các tấm quang điện ở phía nam và phía đông của mặt tiền. Chúng tôi rất hài lòng khi góp phần vào quá trình chuyển dịch năng lượng tái tạo của Pháp. Một tòa nhà cổ điển đáp ứng các quy định hiện hành tiêu thụ trung bình khoảng 150 kWh điện mỗi mét vuông một năm. Một nửa khối lượng này dành cho sưởi ấm, chiếu sáng, nước nóng và thông gió. Nửa còn lại được cư dân sử dụng cho các thiết bị điện tử, TV, máy tính, máy giặt. Trong khi đó, tháp Elitis Danube tiêu thụ điện ở mức âm 11 kWh. Giá trị là âm bởi vì tòa nhà tạo ra nhiều năng lượng hơn mức tiêu thụ, do đó làm giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Chi phí đầu tư cho tháp Elitis Danube là 20 triệu euro, bao gồm tất cả từ những nghiên cứu tiền khả thi đến thiết kế, mua đất và cuối cùng là xây dựng. Một sự đầu tư hiệu quả và sinh lời khi hóa đơn tiền điện trung bình hàng năm của khoảng 150 người thuê nhà tại đây chỉ là 10 euro, trong khi một hộ gia đình tại Pháp dùng hệ thống sưởi bằng điện phải trả trung bình là 1.680 euro một năm.